Vâng, âm thanh của Hùng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Thì tiếp tục video này thì bên em sẽ lên tiếp cho tất cả bác một cái con đại siêu hiếm và cũng như là hàng khủng độc lạ cho tất cả bác để bác chơi. Thì dòng này thì trên thị trường thì tính chỉ trên đầu ngón tay, không có nhiều nha bác nha. Hàng này rất là ít hàng, là hàng hiếm nha bác. Sang xui B2201 của hãng Sang xui đến từ Nhật, dòng Vintage. Đấy. Và con này thì thiết kế nó cực kỳ là khủng, với cái chiều dày là chiều cao nó là lên đến là 19,5 cm nha mọi nha. Và chiều sâu nó là 47, chiều sâu từ mạch trước ra sâu chưa tính tạm lo là 47 nha mọi nha. Và chiều ngang là chiều rộng này thì nó sẽ là 48, là cái thông số 48 là thông số chuẩn của những cái con đái, những con bao hoặc là những cái âm ly. Đấy, vâng, vâng. Và ở đây thì ngày hôm nay bên em sẽ đến chi tiết cho tất cả bác xem nội thất của con đái này. Và hôm trước thì bên em cũng đã có test và qua cái dòng Sang xui B2201 này cho bác nghe video rồi, nghe chất âm rồi. Đó. Khi lên điện thì hai cái đèn ti ở hai cột led drive này, led drive ở hai bên nhà bác nha, nó nháy theo nhạc rất là đẹp luôn bác. Hai đèn ti màu đỏ cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có nút nguồn power, công tắc nguồn nha. Công tắc nguồn. Rồi, với thiết kế cực kỳ là dày dặn, nhìn rất là hầm hố nha bác nha, nhìn cực kỳ là hầm hố cho các bác sưu tầm trưng bày. Hàng bên em về thì hầu như là không một vết rời xước, các bác nhìn cực đẹp nha, mạch trước đó đây. Đấy. Gọi là cực đẹp luôn các bác, không một vết rời xước nha. Đấy, mặt trên này, tất cả các góc cạnh này. Đấy. Rồi cũng thế này. Hai hồi gỗ hai bên nha, hai hồi gỗ hai bên, hồi gỗ cực kỳ là dày dặn và nhìn cực kỳ là sang trọng luôn các bác. Đấy. Bên này cũng thế nha. Còn đó là phía sau này, phía sau thì chúng ta sẽ có dây nguồn là zin luôn nha bác nha, chạm lo thì hai chạm lo led drive, trở kháng của lo là từ 4 đến 16 ohm, 4 đến 16 ohm nha bác nha. Accessory là 10136, Sang xui B2201, điện là 100V, công suất là 400W. Với công suất này thì nó đánh những cặp lo 40 và 44, đánh rất là hay nha bác. Ở sau thì chúng ta sẽ có đường tín hiệu đầu vào, nó gồm hai cổng AV hoa sen được mã vàng nha bác nhá, mã vàng. Thì ở đây thì có hai volume chiếc áp tinh chỉnh cho hai kênh led drive, hai cầu led drive nha bác nhá, chiếc áp bi luôn nha. Rồi hàng thì quá đẹp rồi, về cái nội thất thì cực kỳ đẹp rồi. Giờ thì em sẽ mời tất cả bác chúng ta cùng xem cái nội thất phía bên trong của con đói đây. Vâng, và đây là cái nội thất phía bên trong của máy nha bác nhá. Thì ở đây thì bên em đã tháo ra cái nắp lưng nó này, nắp lưng của nó tháo ra thì nó sẽ làm ba phần như thế này nha bác nhá. Đó, ba phần, và khi các bác lắp lại thì nó sẽ như thế này nha. Đấy. Và nó sẽ tán nhiệt ở những cái lỗ, những cái khe tán nhiệt ở trên lưng, gọi như là thông qua cái xương cá ở hai bên. Đấy. Thì những cái dòng này thì nó chạy là sầu thang nha bác, nó chạy sầu thang. Con này thì nó giống như là con Onkyo M509 chạy dòng sò sang kênh hybrid. Nhưng mà con này thì nó sẽ chạy nhiều sò hơn, con này thì chạy đến 16 sò, mỗi vé nó là 8 sò. Sò sang kênh hybrid nha bác nha, nằm ở phía dưới này, đây này, em quay cho bác xem này, ở dưới này, đó, ngay chỗ tay em chỉ nha, thì nó nằm phía dưới này là bác hơi khó thấy về cái dòng sò, khó thấy về con sò này nha, thì em quay phía trên này, nói chung là hàng để bên em bao riêng tất cả hoạt động hàng hàng tất cả bác hết, và các bác thấy là cái nội thất của nó là quá của là cực kỳ quá khủng, sở hữu một cái thân phô và các bác nhìn cái bàn tay em để lên mà bằng tay xòe luôn nha bác nha, để lên mà không bằng cái thằng phô này, cái thằng phô nó cực kỳ là to. Đó, em sẽ đo kích thước của thằng phô cho bác xem.
Đang phô con này thì nó sẽ có kích thước là 17 năm vuông nha mấy nha, 17 năm vuông. Đó. Một cái thằng phô gọi là không khít. Đó. Và nó sẽ cũng sẽ chạy một dàn tụ rất là khủng với 4 tụ lớn và 4 tụ nhỏ nha. 4 tụ lớn và 4 tụ nhỏ, tụ sân xui vintage nha mấy nha. Tụ lớn thì nó sẽ có chỉ số là 20.000 mi và 90V, 20.000 mi nha mấy. Và nó sẽ được sử dụng là 4 tụ như này. Còn tụ nhỏ là 4.700 mi, 50V, 4.700 mi. Thì mỗi vế của nó sẽ gồm hai lớn và hai nhỏ. À, bên này thì hai lớn và hai nhỏ. À, các bác thấy nó quá đẹp, hàng xong xuôi. Đẹp và chất lượng. Có nhìn cái khung nó phía dưới nha, khung sườn nó phía dưới thì nó đều mạ đồng chống nhiễu nha bác nha, mạ đồng chống nhiễu cực kỳ tốt, còn sáng bóng luôn. À, các bác nhìn mạ đồng nha, dòng đề, những cái dòng sân xui nó hay thường hay mạ đồng, thường sân xui với dòng Pioneer đó. À, nó hay mạ đồng ở những cái xương khung sườn như thế này. À, để chống nhiễu nha. À, các bác nhìn linh kiện này, linh kiện con nào con đó là phải gọi là nó khủng khủng, hàng toàn hàng bự không các bác. Đấy, đó, quay cho bác xem linh kiện nó này, đưa cái ngón tay vào này. À, linh kiện quá chắc luôn. Nói chung là đôi con sao xui này gọi là hàng cực kỳ là khủng và hiếm trên cả bác. À, các bác nhìn cực kỳ là đẹp nha bác nhé. Con này thì thị trường nó đang lần quanh mức giá là 23 24 triệu nha bác nhé. Quá đẹp luôn, xúc xích nha, không khiếp. Rồi các bác yêu thích con sân xui này thì alo cho, nhắc máy alo cho em nha. Con này thì hiện tại bên em đang giao cho các bác giá là 19.500.000, 19.500.000 nha. Đấy, các bác thợ mua về bán lại vẫn còn lời. Đấy, giá thị trường con này lên đến là 23 triệu 24 triệu lần quanh. Rồi hàng bên em là tiến cho các bác hàng rất là đẹp luôn, hàng cực kỳ là đẹp, chất lượng nha bác nha. Thì bác nào yêu thích dòng bao sân xui B2201 Vintage thì liên hệ Trung Quốc. Với chi tiết mua hàng các bác liên hệ Trung Quốc qua số điện thoại là 0366487 0393 1049 nhé. Các bác xem lại một lần nữa về nội thất của con bao khủng sân xui B2201 nhé. Quá đẹp quá chắc nha bác. Cực kỳ là to. Ok, em xin kết thúc video này và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau.